Hello, xin chào mọi người. Hôm nay bắt đầu đi một đánh giá một chiếc là một chiếc con vịt dã, là một chiếc Land Rover Defender 90. Nhìn sâu ra là đẹp, nổi bật. Đấy. Hôm nay nhìn sâu ra là cái hầm hố. Đấy. Quả này rất là đẹp luôn. Đấy. Rất khủng. Cái Defender 90 là nó có logo Defender rất là nổi bật luôn, cải tiến đấy, mắt cá lăng lưới tẻ nhật đa sau đêm bóng rất là đẹp, gọi là led ma trận, con đường cụm pha cái chiếu tự động vận động được vật ngực cân ngang tai nạn trong đêm sau mắt như chiếu tự động để trong mắt chiếu nhiều luôn, tôi sợ ra đường cụm pha luôn. Có đèn sương mù, khi đèn sương mù, bật đèn sương mù này có 12 cảm biến trước sau, xe rồi xe cần xe đốt trước sau chắn phải, xe đốt trước sau chắn phải, có thể sẽ kêu cái hốp cabo trong cái thép cứng luôn. Đấy. Đấy, có la răng 5 chấu, kích thước là 20 inch. Cái này sườn hốc gió thoáng máy rất là đẹp. Cái này logo Defender này. Cái này có cam, có cam 360, có trước sau hai bên luôn, người chơi giải đẹp đẹp luôn. Đây cụm đèo led phanh đùi xi nhan đi hầm này, bê đèn gầm này, ống xả gầm này, cái này bộ lốp dự phòng trông giống như xe vịt dã G Class luôn đấy. 20 trụ sở trong nhỏ gọn vừa phải, trong nhỏ gọn vừa phải, nó mẫu là SCV, nó mẫu là hai cánh Defender 90, nó mẫu hai cánh CUV hạng sang cỡ nhỏ kích thước chung, là chưa từng đối thủ phân khúc nào đó. Đấy, có giữ kính chốt luôn, cứng cáp an toàn, có chạm mở của khoa smart key. Đây, giá bán của nó là con này là 4 tỷ 165 triệu. Đấy, có chạm mở của khoa smart key, có nhờ ai có bảo một khoa cho anh ơi, một khoa cho em. Nội thất kiểu rất là sang trọng, da cao cấp luôn. Đấy, con này nó có hai cửa sổ kính, một chạm lên số tự động này, với bản 110 nó có thêm hạ xuống kính sau luôn. Đấy, đây hiện tại hai cửa, đây hai cửa sổ kính, một chạm lên số tự động này, với chỗ cơ chiếu của máy điện hết này, vị trí hết là ba này, cảm biến mở cửa này, có mở khóa trung tâm median nó hơn nhiều loa, 13 4 5 6 7 8 9 10 loa median túi khí, 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 9 10 10 loa median, 10 túi khí. Đấy, da sờ cho rất đẹp luôn, thép luôn, hai cửa sổ kính, một chạm lên số tự động này, chỗ ngơ chiếu của mình dễ hết, có mở khóa trung tâm này. Đấy, ghế chỉnh điện nó là ghế là chỉnh điện 12 hướng, có phanh tay điện tử. Đấy, gầm rất là cao luôn. Ê, nó đóng cửa vào. Đây là vô lăng thép như cái xe tăng, trông rất là đẹp luôn. Đấy, về vô lăng có control dữ liệu ga tự động trên tốc độ này, cái tăng giảm chuyển bánh mỗi và tiến tay đến cách trên mình tầm cảm ứng điện tử luôn, với cái vô lăng chỉ điện 4 hướng, vô lăng 4 chấu cái tần thép luôn, Defender đầu tiên được điện tử cho rất đẹp luôn, có bật đèn tự động ga tự động này, 4 chấu bộ da rất đẹp luôn. Đấy, có số 8 cấp. Đấy, với là 4 vùng tự động xây kính trước sau, có smart ghế luôn, với hai cổng USB
và cái này châm thuốc này, chà lo nước này, wow, trong hộp đựng lạnh điện thoại vi sẽ tuyệt đối luôn, cái ngăn chứa đồ để xách điện thoại vi cho nước giấy tờ này, cái ốp logo Defender trong này đồ hay luôn này, có camera trên gương trông rất đẹp luôn đấy, cái hộp để kính này, đèn này, con này 12 loa median soi chấn nóng luôn, chỉ điểm bốn hướng cuốn cho ga tự động trên tốc độ tăng dần. Chỉ mới một tiếng tôi chưa kịp hướng bật đèn tự động ga tự động này, có điện cha này đồ để đồ hay luôn này, với anh đây điện tử này, để chỉ điểm bốn hướng ngồi rất là thoáng luôn, có giọng 13-14 loa, có giọng nói âm thanh đấy, để thường có thể chỉnh dịch cho thử hàng cái sau thế nào đó. Đây là nút dịch này. Rồi. Đây. Như đó chưa? Được chui bước. Cái hầm. Cái sau cho ra đẹp. Đây. Để chỉnh rõ được sau bố hôm các loại nhiều sể mát hết luôn. Tự động hết. Có hai cổng USB này. Mới có để sách tài liệu của giấy báo này. Đấy. Đèn này. Wow. Có bệ tì tay để chà lo nước này. Đấy. Với hai cửa hộp đựng đồ chà lo luôn này. Nữa tôi cần cái chút sau. Đấy. Đấy. Rỡ rất thoải mái này. Đấy. Đấy. Đi dầm. Cái hàng. Cái hàng sau. Cho chị dịch xuống đấy, chị dịch xuống đấy, rồi thế nên là ngồi Defender 110 rất là 110 rộng luôn. Đây chỗ này cúp rất là rộng, rất là to, rất là to luôn. Hay gặp hàng ghế thứ hai chở nhiều đồ bao đây, con này đi chơi đi phượt đua luôn, muốn nắm kể hết. Trong bộ lốt xú cuôm, các bộ đồ nghề trong đấy hết luôn. Đấy. Con này thì cậu đóng ngang như con G-Class hay Plado, lên hay là Plado. Đấy. Để có cockpit này. Đấy. Có vành đèn điện tử trông đẹp luôn. Bật cái bộ. Nào bàn đạp. Đây là bật bom. Land Rover. Hiện tại có bản Defender 90 ở Việt Nam. Đây có một bản gì rất là lạ. Bản cái bản này cái bản gì nhỉ? Cái bản 2.0 đó. Đây con này động cơ là 2.0 lít 4 xi lanh thường. Chu tích xi lanh 1998 cm, khối mã lực 5.500 phút, mô xoắn đại 400 mm, 1.500 đến 1.000 phút. Máy xăng vận tốc tối đa 192 km/h, 0 km/h mất phải 8 giây. Bốn dây động nó 8 cấp. Dài rộng, chiều dài rộng cao là có hơn là 4582 2009 1996. Chiều dài cơ sở trước 1702, trước sau 1702. Với chiều dài cơ sở 1 chiều dài cơ sở 2588, gầm đầu cao 292, 793 lít, khoang lít, thùng lít, đường chùm lít luôn. Bán kính 0.4 này, trọng tải 2231. Đó, tôi số cái tờ đấy luôn. Nếu cái bản hạng combo xuống này,
Nó thực ra là bản Defender 110 10 là nó dài hơn, bốn cánh nó dài hơn. Đấy. Về con Defender nó nhiều tính năng của nó là có mực nước về Allrad Comfort Sport thể thao Endurance Normal. Chữa cái trên Defender này nó không có style luôn. Đấy. Chỉ có bản cao nhất, chịu không? Không có số tay, chỉ có bản Defender V8 nó có số tay thôi. Đấy. Nhờ cái LED. LED ban ngày trông đẹp luôn. Vậy nếu bản cao nhất là Defender 110 sẽ chỉ có đối thủ là G-Class. Đấy. Hiện tại là cái bản 90 thôi. Chữ ký trước sau này nhìn trông rất là hầm hố, khỏe khoắn, mạnh mẽ luôn. Cảm ơn mọi người đăng ký like kênh YouTube mình nữa.